Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến vườn mai của em Trang để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai ha. Mai vừa về tới quý vị ơi. Chào em. Dạ anh chào anh Tấn, chào cô chú anh chị gần xa. Hôm nay nhà em có về 40 cây mai giỏ hạt Thủ Đức. Bâm mới từ 6 đến 12 cánh. Địa chỉ của em là ở xã Phú Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Hình thức của em là bao ship toàn quốc anh Tấn. Rồi. Số điện thoại của em là 0336 35363, cũng là số Zalo của em luôn. Mong cô chú anh xa anh chị ủng hộ em. Rồi mã số đầu tiên, mã số 1 đến đây luôn ha. Mã số 1 anh. Rồi mã số 1. Đánh số vô. Rồi em này cao khoảng tầm 1,5 m quý vị ơi. Tán ngang chắc khoảng tầm là 1,2 m ha. Đợt này vừa về vừa lặt lá xong luôn. Quay cho quý vị thấy rõ ràng tay cành ha. Tay cành cũng lực không nè. Nhỏ đều. Rồi. Vô quanh luôn quý vị ơi. Đây, quanh em nói ha. Quanh này quanh 22 anh. Rồi, 22 quanh. Giá luôn như em. Cây này em giao lưu giá 450. 450. Rồi, 450 và bao ship rồi luôn quý vị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục quý vị ơi. Mã số 2, xương ngang đẹp quá. Rồi, cao khoảng 1,2 m. Xương ngang xe. Tán ngang 1,2 m luôn. Xương ngang xòe đẹp. Rồi. Xương ngang đẹp ha. Rồi mình xuống cái quành luôn nha quý vị, xương ngang đẹp quá. Vì quý vị khỏi cần kéo gì nữa ha. Quành 24 anh. Rồi, 4 có hơn. Yếu ha. 24 quá. Cái số 2 này em giao lưới giá 400.000. 400. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 3 quý vị ơi. Rồi mã số 3 thì em này cao lấy 1,2 m luôn. Tán ngang em này chắc khoảng 1,1 m quý vị. Đấy, xuống cành đây. Giá này thì nó quá mềm hả quý vị. Vài trăm mà bao ship tới nhà luôn rồi. Cành cũng đều quá đây. Rồi, vô quanh luôn. Quanh em nó, này em máy đây. Rồi. Quanh 23 quanh. 23 quanh. Giá luôn như em. Cái này em giao lưu giá 350. 350 quý vị. Cái số 3. Giá yêu thương quá ha. Rồi, qua mã số 4 luôn. Rồi, mã số 4 thì em này cao khoảng tầm là 1,4 m. Tán ngang khoảng 1,1 m. Đây, xương cành ra từ từ xuống ha. Thì trong quá trình xem ưng ý mã số nào alo trực tiếp cho em Trang nha quý vị. Đây, số điện thoại thì mình để trên phần tiêu đề đó quý vị. Đó, xương cành cũng đều nè. Rồi, vô quanh luôn Trang. Quành em nó quý vị. Quành 20 anh, xíu là 21 luôn. Rồi 20 quành đi ha. Cho luôn như em. Cái số 4 này em giao lưu với giá 350. 350 luôn. Rồi, đúng cây. Rồi qua mã số 5 luôn. Mã số 5 thì cao tầm khoảng 1,3 m đi quý vị. Tán ngang nó chắc ngoài 1 m ha. 1 m ngoài quý vị. Xương cành đều lực cái đó. Đều. Xương cành tuổi tuổi. Xương cành lực không ha. Rồi mình vô cái quành em nói luôn nha quý vị. Cây này có đế. Đế cũng khá đế đều. Quá, nhưng quý vị nè. Đế tròn đều. Đâu quành cái xây dùng đế cái báo giá quý vị. Quành 21 quành anh. 21 quành đúng luôn. Đây. Đế đều đó. Đều ha. Cái luôn như em. Cái số 5 này em giao lưu giá 500.000. 500 mã số 5. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 6 quý vị ơi. Cây số 6. Số 6 thêm này cao tầm 1,5 m. Tán ngang cắt tỉa gọn gọn chắc khoảng còn 1 m nhưng quý vị xương cành cũng khá cành thì lực ha. Rồi vô quành em nói luôn rồi quý vị. Quành đây, quành 23 quành anh. Rồi xây dòng đế luôn. 23 quành giao lưu nhiêu Trang? Cây 23 ý là cây số 6 này em giao lưu giá 400.000. 400. Rồi xuống cây luôn. Cây số 7. Rồi mã số 7 quý vị. Cái mặt bông luôn. Em này có hai cái hoa. Trổ qua đẹp quá quý vị ơi. Em này cao tới đây chắc khoảng 1,1 m thì quý vị ha. Đó chắc bị sâu đục thân cắn cái đọt ha. Rồi tán ngang cũng cỡ 1,1 m luôn. Tay cành đẹp. Đây mặt bông quá đẹp. Trổ đẹp luôn đi quý vị ơi nè. Vàng nghệ 10 cánh luôn, bông bự chảng ha. Vàng đậm luôn nè. Bông vậy là hết ý rồi ha quý vị. Tay cành cũng đều nè. Rồi xây xây hết Trang. Cành quý vị. Bông là đẹp rồi ha.
Đây cành điều. Rồi mình vô hoành luôn. Đây, hoành đây. Hoành 20 anh. 20 ha. Rồi có giá nè. À, yêu thương luôn. Cây số 7 này giá 400.000. Cây bông đẹp như 400 luôn. Rồi, xuống cây luôn. Cây số 8. 8. Trời nghe. Này khá cao, cao lấy mét 6 nhưng quý vị. Tán ngang thì khoảng tầm mét 1 xương ngang, cao mét 6. Rồi xây đừng có nha, dèo dèo nha quý vị, không kẹp nha, chậm tay thôi em. Đó à, đúng rồi, đều đều tay ha. À, xương ngang nè. Rồi, dấu hoành luôn Trang. Hoành. Hoành 21 hoành. 21 đúng luôn. Mã số 8. Nhiêu em? Cây số 8 thì em vô lưới giá 400.000. 400. Rồi, xuống cây luôn. Số rồi, 9. Mã số 9 quý vị. Rồi em này cao chắc khoảng 1m35. Tán ngang khoảng 1m1 quý vị. Xương ngang, xương lực nè. Quý vị ngắm nghía kỹ xương xương cành nè. Xương ngang ngang mà xương lực không ha. Đó. Rồi, vô cái hoành luôn. Xương bự quá. Hoành 22 à. Rồi, đế khá đế nè quý vị. Đó, đó. Chè đều ha, chỗ nào cũng có. Chỗ luôn như em. Cây số 9 này em giao lưu giá 450. 450. Rồi, xuống cây luôn, giá yêu thương. Số 10. Rồi, tiếp tục xuống 10. Qua luôn đi, ăn trước cũng được. Rồi, em này cao khoảng tầm 1m4 nha quý vị. Tán ngang khoảng tầm 1m đến 1m1 ha. Còn xương ngang cũng khích nè. À, giá hôm nay thì mình thấy nãy giờ quý vị cũng đã theo dõi rồi ha. Giá rất là dễ chơi ha. Rồi, cái hoành luôn. Giá nhỏ nhỏ dễ chơi. Hoành 23. 53. Đó, nợ cũ luôn. Mã số 10. Mã số 10 này em vô lưu giá 350 anh. 350 cây vậy luôn. Rồi, xuống cây. Mã số 11 luôn. Quá đẹp. Rồi hôm nay cao lấy 1m6 gì. Tán ngang chắc khoảng 1m đi ha. Mấy này con ngắn ngắn vậy ha. Vì chừng nữa nó bung ra nó đặc hơn quý vị, nó khỏe cây hơn đó ha. Cành son ha. Cành lực không nè. Rồi vô cái hoành nó quý vị. Khá đế như quý vị. Hoành 23 có ăn hơn xíu 24. 24 yếu. Cây 11 này em vô lưu giá 600.000. À quý vị ngắm nghe kỹ nha. Đế nè. Đây đế đều đẹp. Đế xè đều. Đế đều đế luôn ha. 600 rồi quý vị. Chia cành lực. Rồi xuống cây luôn. Cây 12. Em này cao 1m6 quý vị ơi. Này mã số 12. Cao 1m6. Ngang thì khoảng 1m nhưng quý vị. Xương đều luôn rồi quý vị. Xương đều ha, con bốn đều ở đây. Giá thì có vài trăm, bao ship rồi. Thấy yêu thương không ha? Hoành 21 hoành anh. 21 nè quý vị nè. Giá rồi nó. Yêu thương luôn. Cây số 12 này em giao lưu với giá 350 à. 350. Rồi, xuống cây luôn. 13. Rồi, mã số tiếp theo 13. Cái này cao tầm chắc khoảng 1,5 m rồi quý vị, bông đẹp luôn nè. Tán ngang khoảng 1,2 m. Đó. Xuống cành ngang đều. Rồi đây, dựng trang. Bông luôn đây. Đây, bông à quý vị ơi. Bông đẹp luôn ha. Bông nè, vàng sẫm bông đẹp luôn nè. Nhiều cánh luôn ha. Bông đẹp quá. Vì ngắm nghía xương cành lại ha, bông thì quý vị vừa xem rồi, bông đẹp. Đây cành nè, đặc quá nè. Hoành 21 có hơn xíu là anh hai luôn. Xíu nữa rồi, hai yếu ha. Đây để đây, để đây. Rồi bông đẹp nè. Giờ luôn như em. Cái 13 này em giao lưu với giá 400.000. 400 quý vị ơi. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 14. Em này cao khoảng 1m7. Tán ngang khoảng 1m2. Xương ngang quý vị. À, từ trên đỉnh nè. À, từ xuống hang xương cũng ngang nè. Con bố cũng đều quá vậy. À. Rồi, mình vô cái quành em nói luôn Trang. Cảnh đều quá đây. Kiếm chỗ nào chui vô cái hang thoát thân thấp ha. Rồi, đây, quành mấy đây? Quành 22 quành anh. 2 đúng luôn.
Mã số 14. 14 này em giao lưu giá 450 à. Rồi 450. Rồi xuống cây luôn. Rồi mình qua mã số 15 à quý vị ơi. Rồi hôm nay cao khoảng 1m3. Tán ngang gọn gọn 1m ha. Rồi xuống cành luôn. Rồi. Hoành luôn à quý vị. Hoành 21 hoành à. Rồi 21 hoành. Cây 15 này em giao lưu với giá 350 ha. 350 luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, qua 16 luôn. Rồi, hôm nay cao khoảng là 1m35. Tán ngang khoảng 1m2. Cái này về quý vị cắt bớt mấy cái xương chỉ ha. Đó, còn là những cái thân cành chánh ở trong ngoài nhìn nó đẹp hơn ha. Cái này được quá đặc rồi. Cành đặc kẹo luôn. Rồi, vô hoành nhưng quý vị. Hoành 23 hoành à? 3 hoành. Mã số 16. Giao lưu như 16 này em giao lưu với giá 500 nghìn. 500. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, qua mã số 17 rồi quý vị. Em này cao khoảng 1m2 ha. Rồi, tán ngang cũng khoảng 1m1 ha. Rồi, xuống cành khá cành quá. Đó, giá thì có vài trăm, bao ship tận nhà quý vị mình luôn rồi. Hoành 20 anh. Rồi. 20 hoành. Cây 17 này em giao lưu với giá 400.000. Rồi, 400.000. Rồi, xuống cây luôn, mã số 17. Rồi, sang 18 luôn. Hôm nay cao khoảng 1m3 quý vị ơi. À, 1m3 cho có hơn, báo 1m3 cho chắc ha. Tán ngang khoảng tầm 1m1. Xương thì cũng xương ngang. Đây, xương cũng đều ở trên nè. Đó, ngang ngoài xương lực nữa đây ha. Rồi, mình vô hoành em nó luôn Trang. Rồi, cái hoành. Hoành 21 hoành. 21 đúng luôn. Cái 18 này em giao lưu với giá 450. 450. Rồi, xuống cây luôn. Cây 19, cây này quá đẹp. Hôm nay cao lấy 1m6 đâu quý vị ơi. Tán ngang hôm nay chắc khoảng 1m3 đây ha. Tàn xòe hơi rộng nè. Tàn xòe ngang mà chi cành đều lực hết rồi. Đều luôn. Đó. Tiếp tiếp luôn. Đó. Đây ok quá rồi. Rồi mình vô cái hoành luôn nha quý vị. Hôm nay đếp khá quá nè. Đó. Sẵn đó cho vòng luôn đi. Đây thì không thấy hàng bên kia thì đông khá quá. Hoành 21 hoành anh. Đây cành đẹp nè. Giao lưu nhiêu em? Cây 19 này em giao lưu với giá 600 ngàn. Rồi 600 ngàn. Rồi xuống cây luôn. Cây 20. 20. Cây 19 nó quá đẹp. Rồi em này cao khoảng 1m6 luôn. Tán ngang khoảng 1m1 quý vị. Em này thì cái thân hơi hơi lắc nhẹ. Lắc xíu. Đây lắc hơn ở đây. Nhưng mà chi cành của nó đều lắm. Cành xè ra hai bên. Rồi mình xuống hoành nha quý vị. Hoành đây. Mấy? Hoành 24 có hơn anh xíu nữa hay là có nguyên cái bể đế không vậy? Xíu nữa hay là có nguyên cái cũ này nè. Mấy cộng đế đều. Cái luôn nhiêu vậy em? Cái 20 này em giao lưu với giá 550 anh. Rồi 550. Cái 20. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 21 này cao chắc khoảng tầm 1m2, tán ngang khoảng 1m3, tàn thì hơi xòe, hơi rộng, ngang thì khoảng tầm 1m3 như quý vị. Cho ăn vòng nữa đi ta, quý vị ngắm nghía ngay kỹ xương cành ha. Rồi vô cái hoành luôn. Hoành 19 có hơn rồi. Xíu 20. 19 đi. Luôn nhiêu em? Cái 21 này em giao lưu với giá 450 anh. Rồi 450. Rồi xuống cây luôn. Rồi qua 22. Này cao tầm 1m5 rồi quý vị. Tán ngang lấy 1m nhưng quý vị. Đây xuống cành luôn. Xuống cành ngang 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 ha. Con
bố tứ diện luôn. Đế cũng khá đế nè, nhưng quý vị khá lắm đây ha. Rồi mình đo cái hoành luôn. Hoành 21 anh. Đo lên trên đây xíu đi em. Dạ. Đây ha. Đây quý vị thấy đây là dễ chịu ăn nha quý vị. 18 rưỡi đi ha. 18 rưỡi. 18. Ở đây thì nó xíu. Em không thấy cái này, em thấy cái này. Cái 22 này em vô Louis Z 350 á. Đế tay cành là giá gì? Đế đều quá. Quá mềm nè ha. 35 rưỡi. Rồi, xuống cây luôn. Số mấy 22 phải không? Mã số 22. Cái này 23. Rồi, mã số 23. Rồi, hôm nay cao khoảng lấy 1m4 nha quý vị. Tán ngang lấy 1m luôn. Tay cành đẹp luôn. Cành đặt hết trơn nè quý vị. Xây xây luôn. Tay cành đặt kẹo. Đó. Vị ngắm nghía kỹ nha. Đặt trên ha. Rồi vô cái hoành em nói luôn. Hoành 20 anh. Hoành 20. Rồi cho luôn nha em. Cái 23 này em giao lưu với giá 450 ha. 450 ha, đẹp quá vậy. Rồi xuống cây luôn. Cái 24. Rồi mã số 24. Em này thóc thân cao, tay cành xòe đẹp luôn. Em này cao thì khoảng 1m2. Ngang thì khoảng 1m1 đi ha. Cành xè nữa quý vị. Đó, xè vậy ha. Chơi không càng xè, có càng cao quá vậy. Quỳnh à. Quỳnh 20 đi anh. Rồi. 20 quỳnh. Có đế đẹp luôn. Có đế nha quý vị. Đế luôn. Đế nè. Giáp vòng hết trơn ha. Đủ hết trơn ha. Rồi, cho luôn nhiêu em? Cái 24 này em giao lưu với 350 anh. 350 ha. Rồi, xuống cây luôn. Cái 25. Rồi, 25. Cái này cao lấy 1,5 m quý vị. Cái này cũng cái dáng cũng giống giống cái một em hồi nãy, mã số mấy cũng giống ngang lắc nhẹ nè. À, tán ngang thì khoảng tầm 1m1 quý vị. Cao 1,5 m đi ha. Đó, này cũng có anh em cái dáng lắc nhẹ nhẹ vậy nè. Cành cũng đặc quá đây. Rồi mình xuống hoành luôn ha. Này có cái củ luôn quý vị, có củ đế luôn nè. Hình như hồi nãy em kia là cũng có cái củ luôn á. Hoành này hoành 19 nha, xíu này 20. Củ ha. Nãy em kia cũng có nguyên cái bệ, nhớ không lầm cũng có cái bệ đó. Đế quý vị, 20 triệu trước luôn ha. Có củ luôn nè. Giao lưu nhiêu đem? Cái 25 này em giao lưu với giá 500 ngàn á. 500 quý vị. Rồi xuống cây luôn. Cái rồi mình qua 26. À, 26 này cao tầm 1,5 m ha. À, tán ngang khoảng 1m1 ha. Xin cành cũng đặc quá nè quý vị. Rồi vô hoành luôn. Hoành 20 hoành. Rồi có cộng đếm bự chảng luôn. 20 hoành. Cái 26 này em giao lưu với giá 400 ngàn. Rồi 400. Rồi xuống cây 26 luôn. Cây 27. Rồi qua 27, tay cành cũng đều đây. Này cao hết đỉnh đó chắc khoảng 1m2. Tán ngang thì tính gọn gọn 1m đi nha quý vị. Em này xương cành đẹp quá nào quý vị ơi. Nó dẫn nghe kỹ ha. Em cành đều mà cộng bự 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 bự. Ở dưới có cái củ nữa kìa. Củ bự chảng dưới kìa. Rồi vô hoành luôn nha quý vị. Hồi vô hoành cái sẵn đó em cho anh cái dòng của cái cũ luôn ha. Giờ cái hoành tới đi. Hoành 20 anh. 20 yếu tính 19 đi. 19 đi. Rồi xuống cái cũ rồi ta. Sẵn đó dòng xuống cái cũ là nhiêu ta. Đó, cái cũ nở bị chẳng đây. Nhiêu đây, đáp thước. Rồi 34. 34 nha. Cái cũ 34. À. Giờ luôn nhiêu em? Cái 27 nè, giờ lưu giá 500 ngàn. 500 quý vị. Rồi xuống cái. Rồi qua 28 luôn quý vị ơi. Hôm nay cao 1m6 nha quý vị. Tán ngang lấy 1m. À, cái cành lực ha. Rồi vô quanh luôn trang. Cành bự bự không có gì. Quanh 22 em. Rồi 22 quanh. Cho luôn nhiêu em? Cây 28 em giao lưu với giá 400 ngàn. Rồi 400, mã số 28. Rồi xuống cây 29.
Rồi qua 29 luôn. Rồi 29 thì em này cao lấy 1m2. Này xương ngang. Tán ngang lấy gọn gọn mét nha quý vị. À quý vị, xây xây tiếp em. À, xương này xương ngang mà xương bự bự đó quý vị. Rồi, vô hoành luôn. Hoành đây. Hoành 21 hoành à. 21 nè. Cho luôn như em. Cái 29 này em giao lưu với giá 450 em. Rồi, 450. Rồi, xuống cây luôn. 30. Rồi, 30. Em này cao khoảng 1m4. Tán ngang 1m2. Xương cành luôn, xương cành bự 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 không luôn. Đó. Cành bự ha. Rồi, vô hoành luôn nha quý vị. Hoành 22 hoành. Rồi, đế cộng cũng bự nữa nè. Đế cộng bự bự. À, đế cộng bự mà xương cành cũng bự nữa. Giá nhiêu em? Cái này em vô lưu giá 500 ngàn. 500. Đâu hoành chứ ta? Rồi. Rồi, xuống cây. Mã số tiếp theo. Cây 31 à. Rồi, 31 em này cao 1m5. Tán ngang lấy 80 nha quý vị. Cái này cắt tỉa cũng gọn gọn ha. Cái này cắt tỉa rồi. Rồi, tóc cành ngắn ngắn nè. Này về mình dưỡng thì dễ hơn. Về quý vị mình canh mình cắt tỉa lại một lần nữa ha. Đó, xương cành thì mình thấy cũng đều nè quý vị ha. Đó, vậy là cũng ok, vậy quý vị cắt tỉa thêm lần nữa là đẹp lắm á. Hoành 20 hoành á. Rồi, để luôn, 20 hoành. Mã số 31. 31 này em vô lưu với giá 400 ngàn. 400. Rồi xuống cây luôn. 32. Rồi 32. Rồi em này cao chắc khoảng tầm 1m1, 1m2 gì nằm ở khoảng đó quý vị. Còn tán ngang thì cũng khoảng đó luôn ha. Cũng 1m1, 1m2 luôn ha. Chậm chậm ta. Nhanh quá anh coi không kịp. Thế em đâu quay đâu, nó quay nè. Anh thì khống chế nó lại em. Chế nó lại. À, chậm chậm vậy đó. Ừ, nhanh quá anh còn chóng mặt luôn. Tay cành lực 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 không à quý vị. Rồi vô cái hoành luôn. Đó, tay cành lực hoành quá. 21 hoành anh. 1 ha. Cái luôn nhiêu em? Cái này em giao lưu với giá 350. 350 bàn quay nó trơn quá trời. Rồi xuống cây luôn. Cây 33. Rồi mã số này là 33. Này cao khoảng 1m6. Tán ngang lấy gọn gọn 1m nha quý vị. Nói chung là đợt này về con ngắn ngắn tay cành ha. Về cho nó khỏe cây ha. Mới con ngắn chưa có tỉa bớt mấy cái xương chỉ ha quý vị. Tỉa về tỉa xương chỉ nữa là nó thoáng cây nhìn nó khỏe cây hơn nữa ha. Rồi mình xuống cái hoành em nói luôn nha quý vị. Hoành 21 hoành anh. 21 hoành ha. Luôn như em. Cái này em giao lưu với giá 300 ngàn. Mã số 33 ha. 300. Rồi qua 34 luôn. Năm nay cao lấy 1m2 quý vị. Tán ngang chắc khoảng 80 ha. Xương ngang đây quý vị. Đó, xương ngang xòe cũng đẹp quá nè. Rồi xê xê luôn. Đó, cũng đẹp quá đây. Rồi mình vô cái quành em nói luôn nha quý vị. Vô đây. Hoành 23 hoành anh. Rồi 23 hoành. Mã số 34. Rồi giá luôn. Cái 34 này em vô lưu với giá 400 ngàn. Rồi 400. Con cộng đế đẹp. Rồi mã số 35. 35. Rồi 35 em này cao lấy 1m5. Tán ngang lấy 1m1 quý vị ơi. Thì cũng xương ngang nè quý vị. Này cũng cắt tạm tạm rồi ha. Cắt tỉa tạm tạm rồi nè. Con bố cũng đều đây ha. Dẻo gì tỉa lại xíu là đẹp ha. Rồi mình vô hoành luôn nha quý vị. Hoành 21 hoành á. Rồi xây xây đế luôn em. 1, 2, 3, 4 cộng chia đều 4 hướng. Như em. Cái này em giao lưu với giá 450 à. 450. Rồi xuống cây luôn. Mã số 35 nha quý vị. Rồi tiếp tục là 36. 36 này cao 1m5 quý vị. Tán ngang này khoảng 90.
từ từ qua các bạn quay này nhảy quá nhảy, quay đi dèo dèo vậy nó khống chế vậy đó ha, đó cành lịch lên không nè, chú quanh luôn rồi kéo ngang qua quanh thêm hai quanh hai đúng luôn có cũ luôn liêu nhiêu ta cây 36 này em vô lui với 350 rồi 350 rồi xuống cây luôn 37. Rồi qua 37 quý vị ơi, đêm này cao 1,5 m quý vị ơi, tán ngang 1,1 m ha, xương ngang phân bố mình thấy vậy cũng khá đều ha, xương cành bự nè đó, diện em nghe kỹ ha, tán rộng xòe ngang rồi vô quanh luôn trang. Hoành 24 hoành anh 4 mã số 37 chú em 37 này em giao lưu với giá 500.000 anh 500 rồi xuống cây luôn 38 rồi 38 này cao khoảng 1m25 tán ngang gọn gọn 90 rồi vô hoành luôn hoành đây hoành 19 anh 19 đúng như em cây 38 này em vô lưu với giá 350 anh 350 rồi xuống cây luôn 39 39 luôn rồi em này cao lấy 1m2 tán ngang 90 tại cành cũng đặt luôn cành nó vậy đặt quá ha rồi vô quanh luôn nha quý vị vô luôn quanh 20 đi anh 21 yếu xíu 21 xíu 20 nhiêu em 39 thì em giao lưu 350 anh 350 rồi xuống cây luôn cây 40 rồi, 40 rồi, là cây cuối cùng cuối clip hôm nay cao khoảng 1m3 tán ngang khoảng là 1m rồi ngắm nghiết kỹ nha quý vị giá này vài trăm bao ship tới nhà rồi vô quanh luôn ai quý vị ngắm nghiết để mặt bên đây cái ha đây thấy 4 cộng nè bên đây cũng có này ha quanh 21 quanh anh mốt nha đó đây để đây có luôn quý vị khá ha giao luôn như em cái này em giao lưu với giá 350 luôn 350 luôn rồi. Rồi mình cảm ơn quý vị rất là nhiều ha, đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip thì trong quá trình xem quý vị ưng ý mã số nào cứ alo trực tiếp cho em Trang ha, thì số điện thoại em Trang thì mình để trên phần tiêu đề đó quý vị. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị clip sau.